nguyện tình mình đức Như Lai, địa cầu dùng bay bóng trang nghiêm, hằng hà Bồ Tát sống an nhiên, trụ sâu chúng thiên tại nơi cõi này. Có vị Bồ Tát lớn xưa nay, du hành tha hoa khắp đó đây, hiện thân sáu loài lòng không chướng có tên là ngài tên nhất thiết chúng sanh vì kiên chuyên tu hạnh pháp hoa mà hiện nhất thiết sắc thân tam muội thương phật nói không cùng dầu thơm ngày uống thiêu thân cúng dường ánh sáng tỏa muôn ngàn năm lửa cháy cho người tán dương nơi cõi ngài nhật nguyệt tình mình đức Như Lai nào ngờ vị Bồ Tát thiêu thân lại là dược phương lớn hôm nay thần thông đủ đầy và công đức ngài chư Phật mười phương mãi duyên dương tâm nguyện dược chẳng hay hơn vì xưa đã từng dùng hành cúng quan trọng để chúng ta chứng nghiệm cái lời nguyện của các ngài của chư Phật. Ngài A Nan thì bảo rằng mặt trời nó lạnh lại, mặt trăng nóng lên, lời nói Đức Phật cũng không có bao giờ sai, không thay đổi nữa. Mà thường chúng ta biết là mặt trời không bao giờ lạnh mà mặt trăng không bao giờ nóng. Nhưng mà giả sử như nếu cái hiện tượng nó xảy ra thì nữa nó thì ngài A Nan cũng tin là lời nói Đức Phật cũng không sai. Mà đây Đức Phật nói là Đức Phật Dược Sư có một cái nguyện là một lời nguyện dành riêng cho phụ nữ đi. Thì bây giờ đó các vị, khi mà chúng ta tu hành, chúng ta tụng Dược Sư, chúng ta mở đàn, chúng ta cầu nguyện tất cả những cái điều này rồi xem coi nó có ứng nghiệm ở trong cái cuộc sống của mình hay không, thì đây nó quan trọng. Thì ở trong đó nó là thầy thấy, nếu mà nói tới Đức Phật Dược Sư thì chúng ta nghĩ chữ dược này có nghĩa là thuốc, mà Dược Sư là thầy, tức là thầy thuốc. Mà thầy thuốc đó là chữa về thân bệnh và tâm bệnh của chúng sanh. Mà cái này đó, cái điều nguyện này là riêng cho những người mà phụ nữ, tức là bệnh về thân cũng như bệnh về tâm. Thì cái người phụ nữ mà thường nói về thân thì thường thường là chúng ta nghĩ cái người phụ nữ mà bệnh khổ về thân để chúng ta cầu nguyện. Bệnh thông thường thì người phụ nữ cũng như những người đàn ông có bệnh, nhưng mà lại một số những cái bệnh mà dành riêng cho phụ nữ ta gọi là bệnh về đàn bà, bệnh phụ nữ, bệnh riêng.
chứ không phải là đàn ông có bệnh đó. Thì cái trường hợp đó là những người phụ nữ mới có những bệnh đó, tức là về cái thân đó, nó hành hạ. Về cái thân đó, thì chúng ta thấy tức là nói chung là bệnh hoạn rồi xấu xí. Thành cái bệnh hoạn và cái xấu xí là cái này đối với thân đó là chúng ta thường hay xảy ra. Mà trong cái lúc đó, cái người mà bệnh hoạn và xấu xí đó, người xấu xí thì họ khổ sở về cái xấu xí của họ, cái người bệnh hoạn thì họ khổ sở về cái bệnh hoạn của họ. Thì trên cái bước đường mà tu hành của chúng ta này, cái vấn đề cầu nguyện mà thầy thấy cái hiệu quả nhất mà nhiều người thưa với thầy là cái trường hợp đầu tiên là xóa được cái nỗi khổ về cái bệnh hoạn và xấu xí của ta được. Nên là nghèo đói, bệnh hoạn, xấu xí, tất cả những cái này là nó gắn liền với cuộc sống con người. Gần như ai cũng sợ cái điều này và ai cũng khổ về cái điều này. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta thì cái khi nghèo đói, bệnh hoạn và xấu xí đó, nó có thể khổ, nó có thể hành hạ cái thân chúng ta được, nhưng mà đừng để cho nó hành hạ cái tâm của chúng ta. Nên Phật Dược Sư Gia Bị tới được đó, thì cái trường hợp đó, đó cái tâm chúng ta không thấy khổ, nó không hành hạ được cái tâm. Cho nên kinh nghiệm này đó là trong cuộc sống của thầy, thầy nhận ra được. Khi đi tu của mình rơi vào trong hoàn cảnh mà có thể nói là khó khăn nhất, đi từ chùa này sang chùa khác, làm đủ hết tất cả các công việc khó nhọc ở trong chùa. Nhưng mà có một điều là thầy thấy mình không có khổ, không có khổ tâm về cái cuộc sống của mình, cho nên thầy mới nhận ra được lời dạy của Đức Phật là đúng. Các thầy tỳ kheo không có nhà cửa, không có tiền bạc, không có sự nghiệp, không có gì hết, nhưng mà các thầy tỳ kheo không có khổ. Không có khổ chỗ này đó có nghĩa là không có khổ tâm. Cho nên trên bước đường tu của người ta đó, là cái khổ lớn nhất đó, là Đức Phật gọi là sanh già bệnh chết, tức là bốn cái nỗi khổ này. Nhưng mà một thầy tỳ kheo không lệ thuộc vào trong này. Chữ sanh không có nghĩa là khi mà chúng ta sanh ra là khổ, nhưng mà chữ sinh này nó có nghĩa là sinh mệnh, tức là cuộc sống ta đó. Bảo là có cái thân này thì có khổ rồi. Có người hiểu lầm là khi mà chúng ta mới sanh ra, từ trong bụng mẹ sanh ra ta khổ. Có cái thân là có khổ, cho nên sanh này có nghĩa là cuộc sống. Vì cuộc sống, khổ về cuộc sống, về cái thân này. Nếu mà ta không có cái thân này thì ta không có khổ đâu. Cho nên cái thứ nhất là người ta thấy khổ vì cái cuộc sống. Khi ta hiện hữu trên cuộc đời này nữa, là chúng ta đã khổ rồi. Và trong cái đó là gì? Thời tiết nóng lạnh khổ, đói khát khổ. Đây là bốn khổ lớn nhất mà của cái thân ta có. Mà trên cái bước đường tu, khi chúng ta giác ngộ rồi, ta được Phật Gia Bị tới rồi đó, thì cái cảm giác đầu tiên mà thầy nhận được là mình không có thấy cái khổ vì đói nữa. Không thấy cái khổ vì đói, thấy khổ vì khát. Có nhiều lúc nếu mà cả ngày không uống nước mình cũng thấy khát, cả ngày không ăn mình cũng không thấy đói. Thì cái chỗ này nữa, thầy mới tin là khi Phật lực Gia Bị tới cho mình rồi nữa, tạo cho mình có một cái sức khỏe lạ thường để mình làm đạo. Thì cái chỗ này nữa, thầy nghĩ nữa, là đàn ông hay đàn bà gì đó là đều có cái khổ về cái cuộc sống này. Nhưng mà chồng thêm một cái khổ nữa cho phụ nữ này, tức là cái thân hình yếu đuối và cái tình cảm quỷ mị. Cái người phụ nữ mà thầy có cái cảm giác khổ hơn người đàn ông đó, là cái tâm hồn rất là quỷ mị và yếu đuối. Cái thân thì yếu mà cái tâm thì quỷ mị. Cho nên cái người phụ nữ mà thích nương tựa vào người khác để sống,
Đây là cái tâm lý của người phụ nữ. Nhưng mà nếu chúng ta mạnh dạn lên chút thì chúng ta cũng có thể không cần nương tựa những người khác, mà chúng ta còn có thể che chở cho những người khác nữa. Cho nên có nhiều cái người phụ nữ họ bị chồng bỏ đi, nhưng mà họ vẫn đứng dậy được và họ vẫn nuôi con trưởng thành được. Thì như vậy đó, cái này là cái biểu tượng mà đáng quý của người phụ nữ. Mà cái biểu tượng đáng quý cao nhất ở đây nữa thì chúng ta gọi là Phật Bà. Thành là Phật Bà, tức là Bồ Tát Quan Âm đó thầy. Tức là không nương tựa người khác nhưng mà còn làm cái chỗ nương tựa cho người khác đó, thì cái điều này là cái điều quan trọng. Cho nên cái khi mà có Phật lực gia bị tới, mà nhất ở đây là Phật Dược Sư, đương nhiên những người khác đó, họ đứng dậy được thì họ cũng có một cái sức gia bị tới mà ta gọi là thần lực. Thần lực chỗ này nên nhiều khi nó là quỷ thần cũng chừng. Nhưng mà Phật Dược Sư gia bị tới cho chúng ta, chúng ta nhận được cái lực của Đức Phật này thì chúng ta vẫn đứng dậy được, chúng ta vẫn làm chỗ nương tựa cho người khác sống được. Nhưng mà với cái tâm là tâm của Phật, chúng ta hiền lành. Còn nếu mà chúng ta bị quỷ nhiếp trì, hay là ta bị các vị thần mà gia bị tới cho ta, thì người phụ nữ này họ cũng đứng dậy được, họ cũng làm chỗ nương tựa cho người khác được. Nhưng mà đây là những người đàn bà mà chúng ta thường ta hay sợ, mà ta gọi là gì? Phù thủy, hay người ta gọi là hồ ly. Có những người đàn bà mà làm cho đàn ông phải kinh khiếp luôn ấy, sợ nữa. Thì cái trường hợp này nó là hồ ly hay là phù thủy. Hồ ly tinh thì cái trường hợp này dữ lắm. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta thấy rõ, tức là quỷ thần mà gia bị tới hay là Phật lực gia bị tới, hay nếu Phật gia bị tới thì ta vẫn làm chỗ nương tựa cho người khác, nhưng mà ta vẫn là con người hiện lành. Còn nếu mà quỷ thần gia bị tới thì lúc bây giờ cái tánh của chúng ta là quỷ thần. Nên tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này, cái lực vô hình mà đưa tới đây là quan trọng. Quỷ thần tới hay là trời Phật tới với chúng ta, cái này là tùy theo mức tu. Cho nên đây là nguyện của Đức Phật Dược Sư. Ai mà lâm vào trong cái hoàn cảnh khổ, khổ mà khổ như thế nào đó, mà chúng ta nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, chúng ta liền thoát cái khổ này. Thầy nói cái đầu tiên là chúng ta thoát được cái tâm khổ trước. Mặc dù chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta không thấy khổ. Chúng ta xấu xí mà chúng ta không thấy khổ, không khổ về cái này. Chúng ta thấy ta tự nhiên thôi, cái này cái tâm của chúng ta. Rồi ta làm những cái chuyện nặng nhọc mà chúng ta cũng thấy khổ, cái tâm chúng ta vẫn bình thường. Đức Phật gia bị tới cho ta là cái bước ban đầu này đó. Thầy nghĩ ai tu được đó, ai tụng kinh Dược Sư có cảm giác này đó. Nhưng mà nó cao hơn bước nữa đó. Đức Phật dạy chúng ta cái tâm thay đổi thì cái thân chúng ta cũng thay đổi theo, và cuộc sống ta thay đổi theo. Cho nên khi tâm chúng ta đã thay đổi rồi, tâm chúng ta an lạc rồi, thì nó hiện ra ngoài cái thân an lạc. Cái tâm chúng ta cao thượng rồi thì hiện ra cái thân cao thượng. Nó gọi đây là trượng phu. Trượng phu tức là người lớn. Đây là người lớn. Dù đàn bà hay đàn ông gì nữa, nhưng mà là trượng phu. Cái con người thẳng thắn, con người dứt khoát, con người không có quỷ mị, con người không cần nương tựa vào người khác, có thể đứng dậy và làm chỗ nương tựa cho người khác, ta gọi là trượng phu. Đây là đủ tướng trượng phu, đủ tư cách làm con người đứng giữa trời đất này. Thì cái trường hợp này là người phụ nữ cũng có thể đứng dậy được, cũng có thể lãnh đạo được, cũng có thể làm được việc lớn, có thể làm chỗ nương tựa cho người khác. Đây là chuyển đổi. Từ ở trong cái tâm chúng ta chuyển rồi nữa thì cái thân chúng ta thay đổi. Cái thân chúng ta thay đổi, cái thân trượng phu gì?
tức là con người khỏe mạnh. Người phụ nữ là yếu đuối, nhưng bây giờ nữa người phụ nữ này nữa mà trở thành khỏe mạnh. Có người khỏe mạnh chứ không người yếu nữa. Mạnh như bà Triệu chẳng hạn, mạnh như bà Trưng. Nên cầm gươm mà đuổi Tô Định chạy dài thôi. Tô Định đàn ông nhất này. Mà lúc đó ông ta rất là đàn bà, chung xuống ngựa, bụng ngựa trốn. Đây chúng ta thấy. Thế ai trượng phu ở đây? Đây chúng ta thấy. Thành ra trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Khi mà đủ tướng trượng phu đó, là cái oai dũng của một người trượng phu là người đàn ông. Nhưng mà người đàn ông mà hèn mọn người ta không gọi là đàn bà. Cái ông đó nó giống như đàn bà. Mấy anh bên này có ai giống đàn bà? Đàn bà là yếu đuối. Thành ra tự nhận mình là yếu đuối, tự nhận mình không làm được gì hết. Cho nên sanh trên cuộc đời này đó mà không làm được cái gì hết á, dầu đàn ông này nữa, ta nói đó là đàn bà. Nên thầy hồi nhỏ thầy sợ người ta coi mình là đàn bà lắm. Nhưng mà sợ như vậy mình là giống phụ nữ mà chết vậy. Cái gì mình sợ là cái đó mình tự. Trên cái bước đường tu của chúng ta nhận được. Nhưng mà khi mà cái tâm hồn chúng ta nó rộng lớn lên, nó thành đàn ông thực sự, thì lúc bây giờ đã thay đổi. Cho nên ở đây cái nguyện của Đức Phật Dược Sư thì chỗ này là chứng tỏ rằng Ngài có quan tâm tới, tức là một lời nguyện riêng dành cho cuộc đời. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, khi tụng Dược Sư đó, mình phải hết lòng để mình có một cái độ cảm về Đức Phật này thật cao. Rồi từ cái chỗ đó, cái tâm mình được an lạc, nó chuyển đổi cái thân của mình và nó chuyển đổi luôn cả cuộc sống của mình. Thế nên người phụ nữ thì muốn mọi người khác phải thương yêu mình, phải chiều chuộng mình, nhưng mà không bao giờ được cái chuyện này. Bây giờ chúng ta niệm Dược Sư, ta tu rồi nữa, thì lúc bây giờ ta không cần đàn ông nữa. Nhưng mà có thể đó, tới chừng đó họ sẽ đi bằng hai đầu gối họ tới với ta. Đàn ông quỳ sắp hàng trước. Thì như vậy là chúng ta chuyển đổi. Đó là gì? Đã trở thành Bồ Tát rồi. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm thì cái trường hợp này thiếu chi đàn ông mà tam bộ nhất bái để đi lên lại bà. Thầy tới Phổ Đà Sơn đó, thầy thấy có nhiều người đàn ông mà từ dưới chân núi mà cứ lại lên tới trên chùa, cứ ba bước một lại. Thế nó cầu chứ. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta mà Đức Phật nói là tất cả mọi người đó, tâm thì giống nhau hết, không có phân biệt nam nữ già trẻ, không phân biệt này giàu nghèo. Nhưng mà trong cái lúc đó nó tự mình phân biệt rồi, nó tự mình tạo cho mình một cái ổ kén nghèo hay là giàu hay là phụ nữ hay là đàn ông, mà phần nhiều đó là mình rơi vô trong cái thế mình không bao giờ mình muốn. Những cái mình muốn nữa cái đó không tới. Bây giờ thì chúng ta không cần này. Thì khi đó ta có thể chuyển đổi nữa. Chuyển đổi tánh trước. Cái tâm đã thay đổi bên trong, cho nên cái thân chúng ta thay đổi và cái hoàn cảnh chúng ta thay đổi. Quan Âm Thị Kính là một người phụ nữ bị hất hủi. Nhưng mà Quan Âm Thị Kính trở thành là một cái biểu tượng tôn thờ của tất cả mọi người. Đây là cái điều nguyện mà thứ 8 chúng ta thấy. Điều nguyện thứ 9 của Đức Phật Dược Sư đó là gì? Tức là sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc. Cái điều này là người phụ nữ hay rơi vào chỗ này. Sa vào lưới ma. Tại vì mình có cái cảm nghĩ là mình yếu đuối. Mình yếu đuối. Cho nên lúc bây giờ mình mang cái ý thức là cầu cạnh nhờ. Vì vậy đó mà thường mình hay cầu cạnh quỷ thần. Cho nên hay nghe nói cái chỗ nào linh thiêng là thường thường mình tới. Mà những người đi cầu cạnh như vậy là trước mắt là thầy thấy hết tiền thôi. Bỏ công ăn việc làm, bỏ gia đình để mà đi tới đó mình cầu. Tới cầu này. Rồi cái này là trước mắt là gia đình mình tan nát hư mất. Đây những người mà sa vào lưới ma là vậy.
Rồi nó có những cái người mà muốn bảo toàn hạnh phúc của mình, gia đình mình bằng cách là đi chuột bùa chuột ngải. Ở đây có chị nào làm cái chuyện không? Nên đi chuột bùa chuột ngải, bùa ngải, bùa ngải đem về bỏ cho chồng con mình, hoặc là đem về bỏ cho chồng người ta, phải không? Để cho nó mềm. Thành ra có những người tới thưa với thầy, thưa với thầy. Thành ra thầy mới biểu này, bây giờ chồng của bà nó làm quan, chồng của bà nó làm tướng, chồng của bà nó như thế. Là sao? Nó nhờ nó có một cái thông minh, nó nhờ nó có thông minh, nhờ nó có sức khỏe. Mà bây giờ nếu bà đi chuột cái bùa về mà bỏ cho nó lú ra đi, phải không? Cho nó khờ ra đi, thì trường hợp này cũng hại rồi. Nhưng mà nếu hãy chồng bà thiệt ra làm tướng làm quan á, nó có cái mạng làm tướng á, thì mấy cái bùa của mấy ông thầy bùa kia không làm ra gì. Thành ra bây giờ nếu bà không tin á, bà về bà nói với chồng bà nữa, cái ông thầy bùa nó cho tôi một cái bùa như thế này để mà làm cho ông khùng lên đấy, làm cho ông khờ ra đi, chắc chắn là ông sẽ xách súng thôi, ông bắn ông thầy bùa. Ai mạnh hơn ai đấy? Cho nên những người phụ nữ hay rơi vô trong chỗ này. Rồi cái tâm hồn mình yếu đuối như vậy, cho nên tới đây nữa bị những cái người này họ bày ra chuyện này chuyện kia đủ thứ. Ông thầy bùa, ông thầy bói này nữa là ông bày ra, ông dọa thêm nữa, làm cho tất cả những người này này sợ thêm nữa. Khi mà bị dọa rồi, lúc bây giờ sợ, sợ rồi nữa thì bây giờ ông biểu sao làm vậy? Thì nên nghe nói mà nếu không nghe lời tôi thư cho cái bụng như cái trống lắm, không nghe vậy là mất hồn rồi. Thôi dạ dạ, làm cái gì mà làm theo. Đây là nhiều người rơi vào trong tình trạng này. Tới thưa với thầy nữa, thầy hỏi bà có thấy không, có thấy ông thư ai cái bụng như cái trống không? Nếu mà thư ai cái bụng như cái trống đó thì có bằng chứng đàng hoàng đó, thì chúng ta đi tố cáo cái người này. Cái này tệ nạn sao chúng ta chỉ dung dưỡng làm gì? Nên bây giờ đó, nói ông chỉ cho con thấy cái bà đó bị thư cái bụng như cái trống đó, mà con tới con thấy thiệt cái bụng mất. Thầy nói coi kỹ lại coi có phải ông thư cái gì trong bụng của bà đó không? Nhưng mà cái này không phải là thư thiệt, mà tại vì bà bệnh ung thư gan, bị cổ trướng thì nó tự nhiên sưng cái bụng lên như cái trống gì nữa. Này đi bác sĩ rõ ràng bệnh. Hay là cái trường hợp đó, hồi đó nó có như trường hợp mà bà Thanh Hải ấy. Bà Thanh Hải đó, bà mới bảo rằng nếu mà ai chống lại bà đó là bà cho chết hết, biết không? Cho chết hết. Bây giờ những người nào xe đụng chết đó, thì đệ tử bà nói tại vì chống bà Thanh Hải cho nên xe đụng chết. Thầy Thiện Thanh học bên Ấn Độ rồi qua bên Mỹ, rồi khi mà trở về đây thăm, có tới thăm thầy, tới thăm thầy rồi đi qua bệnh nó chết. Chết thì bà nói là Thiện Thanh chống bà cho nên bà cho sưng cái bụng nên chết. Nhưng mà lúc mà thầy Thiện Thanh về thăm Ấn Quang này, vô thăm thầy đó, thì thầy Thiện Thanh nói là tôi bị cái bệnh gì, siêu vi, lúc đó là siêu vi B, siêu vi C gì đó, tới thời kỳ cuối. Tức là lần này về thăm chứ còn chắc chắn là không về được nữa. Thầy biết cái ông này là bị nhiễm siêu vi B, và tới cái thời kỳ cuối ông sẽ bị sưng gan lên, ông chết. Chứ đâu phải bà Thanh Hải thư ổng cái bụng như cái trống đâu, phải không? Ổng chết, ổng hay chết vì bệnh. Thầy Thiên Thanh hồi trước ở đây học với thầy. Cho nên cái này là bị tà giáo ràng buộc, dọa. Ai theo bà Thanh Hải mà bỏ thì coi chừng chết theo kiểu này hết. Xe đụng chết, hoặc là sưng bụng lên chết. Đây nhất là phụ nữ sợ. Cho nên Hòa Thượng Thiện Thanh ổng chống bà Thanh Hải thẳng tay, mà ổng đâu sợ. Ổng biết ổng bị bệnh chết chứ đâu phải là mấy. Nhưng mà thường cái tà giáo hay thấy người ta, thấy có người nào chết cái nó là tại vì
Rồi đó, cái người nào mà bị sét đánh chết đó, nó đầy bị ngũ lôi phân thây này đó. Đây, có những người nó mà theo mấy cái tà giáo mà nó độc địa đó, tức là vô được bắt thề, bắt thề nếu mà bỏ đó thì cái trường hợp đó sẽ bị ngũ lôi đánh, đánh tan xác tan hồn luôn. Nghe nói như sợ chứ. Mình đánh tan xác thì còn cái hồn của đi đầu thai được này, nó đánh luôn 5 lần cho nên nó tan hồn luôn. Thành ra có những người mà bị ngũ lôi, bị thiên lôi đánh một búa thôi thì chết, còn xác còn đánh thêm 2-3 búa nữa, tức là thấy xác đánh liên tục không? Mà đánh tới 5 lần như vậy là hồn xác đâu còn nữa, sợ. Nhưng mà bây giờ đó, cái ngũ lôi này nữa, ngũ lôi này còn đánh ta được không? Nếu ta dựng cột thu lôi lên đánh được không? Ta thu búa cả ông luôn hay phải không? Đó là ở trên con đường tu. Cho nên cái này thuộc về tà giáo. Họ cũng không biết, nhưng mà thấy những cái hiện tượng thiên nhiên, rồi họ lại lừa dối, lường gạt người ta để dọa những người khác. Mà đa số cái này nữa là người yếu bóng vía, mà phụ nữ hay bị cái tà giáo dọa này. Thì bây giờ đó, Đức Phật Dược Sư có cái nguyện những người này nữa có thể nương vào Phật Dược Sư, có thể trì kinh Dược Sư. Cái này thay đổi. Thế có mấy người tới thưa với thầy nữa, nó bây giờ đó là con bị lỡ phạm cái này sao, sợ ngủ lôi đánh phải không? Thầy mới bảo là ông cứ đem kinh Dược Sư về ông tụng đi. Tao trước ông theo tà đạo, ông bị cái tà đạo nó dọa chứ. Tụng kinh Dược Sư, Phật Dược Sư gia bị tới thì không đánh, đánh không được, ngủ lâu không đánh được đâu. Thì trong lúc đó thầy nói đó, ông Tề Thiên Đại Thánh mà ông loạn thiên cung, tất cả thiên binh thiên tướng ai đánh được hết, mà tới cuối cùng thì ông bị Đức Như Lai còn úp ở dưới Ngũ Hành Sơn bằng 5 ngón tay của ngài. Thì sao? Lực của Như Lai, lực của Phật mạnh hơn, đừng sợ. Thành ra ông này mới nghe lời thầy đi về để tụng kinh Dược Sư trong vòng tuần lễ để giải cái này. Rồi tất cả những cái bùa, cái sách này đem tới cho thầy để thầy đem thầy đốt hết đi. Nhưng mà cái này nữa là cũng đã 10 năm rồi, ông này vẫn còn sống nhé. Mà ngủ lâu cũng không tới hỏi thăm thầy nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà rớt vô tà giáo, cái thời của mình đây, thời văn minh khoa học thì ít có hiện tượng này xảy ra, cũng còn những cái hiện tượng mê tín này. Nhưng mà trong cái thời trước đó, trong cái thời mà thần quyền, cái thời của Đức Phật đó, thì người ta mê tín nhiều hơn. Cho nên người ta sợ tất cả những cái hiện tượng thiên nhiên. Rồi lúc bây giờ đó, cái tà giáo ngoại đạo đó, hay lấy cái hiện tượng này để mà dọa người khác. Cái này nhiều. Cho nên cái kinh Dược Sư này khi Đức Phật thuyết ra là nhắm một cái chỗ đó. Chứ bây giờ mình đến một số những cái hiện tượng mà mình đã giải thích theo khoa học được rồi, mình đâu còn sợ, đâu tin nữa. Nhưng mà thời xưa đó, thì cái này vô cùng quan trọng. Thì cái những người xấu này đó, cứ thấy cái hiện tượng nào đó thì lúc bây giờ đã khai thác cái hiện tượng đó để dọa con người ta, cho người ta sợ. Đó là cái điều nguyện thứ 9 của Đức Phật Dược Sư cải đổi. Thì bây giờ đó, thầy tụng kinh Dược Sư mà thầy thấy thầy đã thay đổi được mấy người theo kiểu này. Những người mà từ ở bên các cái tà đạo này nè, họ trở về chứ, họ trở về với đạo tràng, họ tu được, họ không chết. Đó là nương theo cái công đức của kinh Dược Sư, của Phật Dược Sư mà nó thay đổi. Điều thứ 10 là gì? Do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ. Ở đây là do vô minh này. Do vô minh, tại vì cái chữ vô minh này nó hiểu ra nó rất là rộng. Tất cả mọi người chúng ta đây nữa là đều kẹt ở trong vô minh đó. Vô minh có nghĩa là không hiểu được, không có trí tuệ thì gọi nó là vô minh. Cho nên minh là Đức Phật, mà vô minh là chúng sanh. Tại chúng sanh bây giờ không thể thấy được hết tất cả các cái hiện tượng, mà không biết rõ được cái nguyên nhân từ đâu và nó kết thúc ra làm sao, không biết. Tất cả những hiện tượng xảy ra trong trời đất chúng ta ít bao giờ chúng ta biết trước được lắm. Cho nên biết trước được một số
À, bây giờ đó thì cái trường hợp đó người ta vẫn biết trước được một số chứ không biết trước được hết. Những cái sự kiện lớn xảy ra đó chúng ta chưa biết được, nhưng mà những cái nhỏ chúng ta cũng có thể biết được. Nhỏ có thể biết được là gì? Thí dụ như bây giờ nữa, bão sắp tới, bây giờ đó chúng ta có một cái dự báo được, nên chúng ta theo dõi, ta biết được. Biển động sóng thần chúng ta cũng có theo dõi được, ta biết được. Ta biết được một số những cái hiện tượng ở trong trời đất. Thì ngày xưa đó thì cái này là hoàn toàn người ta không biết, mà chỉ có được một số người biết đúng được đó, thì đây là những nhà chiêm tinh. Những nhà chiêm tinh, những người mà dự đoán được cái này. Thành ra bên Tàu đã nổi tiếng nhất là người ta nói là ông Khổng Minh. Thành ra Khổng Minh là một nhà toán số mà đại tài ở trong cái thời Tam Quốc. Cái này cũng là một nhân vật có thực, tức là biết trước được một số các cái việc. Cho nên những người đó sao? Tức là họ toán, họ biết được. Cái đầu họ rất thông minh, họ biết được. Chưa là Phật, nhưng mà đứng vào trong cái hàng bậc thánh, tức là ở một mức nào đó. Như vậy đó, do một cái sự thông minh của họ, hay là do một cái vị thánh sanh trở lại, họ có cái biết hơn người một chút. Đó là cái trường hợp mà những cái hiện tượng ở trong trời đất. Mà Đức Phật thì Đức Phật nói tất cả những cái hiện tượng này đều có nguyên nhân của nó hết. Nên Đức Phật nói nhân quả, nói rõ đấy. Nó có cái nguyên nhân của nó, nguyên nhân xa, nguyên nhân gần. Nhân quả nó đồng thời và nhân quả nó dị thục. Nhân quả đồng thời có nghĩa là nhân nào quả đó xảy ra trong cuộc sống ta. Mà nhân quả dị thục có thể đời này chúng ta làm mà đời sau và nhiều đời sau chúng ta. Cái nhân quả không thể xảy ra ngay được là tại vì bây giờ sao? Tức là cái phước người ta còn lớn. Cái phước người ta còn lớn cho nên cái quả này không thể xấu xảy ra được. Nên trên cái bước đường tu nữa, ta làm sao mà ta tu bồi cái phước chúng ta lớn á, thì tất cả các cái nghiệp xấu cũng tới chúng ta được. Nên ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là giết quan Triệu Thố từ ở đời nhà Hán,